Mặc dù đợt mưa này không lớn bằng năm ngoái, nhưng rút kinh nghiệm từ trận ngập lụt lịch sử đêm ngày 14 tháng 10 năm 2022, các lực lượng chức năng địa phương đã kịp thời triển khai các giải pháp để hỗ trợ người dân, nhất là tại các khu vực vùng trũng thấp bị ngập sâu, ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Từ hôm qua, mưa lớn đã làm ngập sâu nhiều khu vực trên địa bàn quận Thanh Khê và Liên Chiểu. Lực lượng chức năng các địa phương đã vận động và hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn để tránh trúng. Mặc dù sáng nay nước đã rút bớt, nhưng một số khu vực vẫn trong tình trạng như thế này. Nhận định mưa lớn vẫn sẽ còn tiếp diễn trong thời gian đến, chính quyền các địa phương đã chỉ đạo các lực lượng duy trì công tác ứng trực, tiếp tục hỗ trợ người dân trong mọi tình huống. Nước thì dâng lên nhanh quá thì vô thì hư đồ đạc rồi tivi bay tủ lạnh đồ hư trơn, cũng nhờ lực lượng đồ khiêng giùm ra đồ thì dây giờ ra lên vùng cao. Thì anh em đã nỗ lực đi đến từng nhà, gõ từng nhà, từng gọi từng người để hỏi, để có yêu cầu hỗ trợ gì không. Nhà nào có hỗ trợ đưa ra cái khu vực an toàn thì hỗ trợ đưa ra. Tại huyện Hòa Vang, nhiều tuyến đường bị ngập sâu, giao thông đi lại giữa các xã bị chia cắt. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự huyện đã cho dăng dây, dừng sao tại các tuyến đường này, không cho phương tiện lưu thông nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão của huyện cũng đã tiếp tục rà soát, chỉ đạo cho các ban chỉ huy phòng chống thiên tai của các xã tiếp tục là rà soát các hộ nằm ở vùng trũng, đặc biệt là các hộ nằm trong cái vùng nguy cơ sạt lở. Và chúng tôi tiếp tục triển khai công tác di dời. Đối với một số cái trục đường ngập cục ống cục bộ cũng như là ngập do cái đợt lũ này thì ban chỉ huy phòng chống thiên tai của huyện cũng đã chỉ đạo cho lực lượng công an, đội quy tắc đô thị của huyện cũng như là lực lượng công an các xã đã tổ chức chốt chặn và rào chắn không cho người dân đi lại, đảm bảo an toàn trong cái mưa lũ. Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Trung Bộ, mưa lớn sẽ còn tiếp diễn cho đến ngày 17 tháng 10. Vì vậy, thành phố đề nghị các địa phương, đơn vị không chủ quan lơ là trong công tác phòng chống thiên tai, ngập úng.